Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện những nhiệm vụ đột xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với phương châm đã ra quân là đánh thắng, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Tăng Thiệp Giáp 3 luôn nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là những hình ảnh của lực lượng xe tăng tham gia diễn tập bắn đạn thật. Bất kể là được giao bất cứ mục tiêu ở địa hình đồi núi hay đồng bằng, các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Tăng Thiệp Giáp 3 đều nhanh chóng tiêu diệt được các mục tiêu một cách nhanh gọn và chính xác, mà quan trọng nhất là tất cả các mục tiêu đều được các đồng chí tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu tiên. Để tiêu diệt mục tiêu ngay từ phát đạn đầu, từng đồng chí trường xe phải nắm chắc được vũ khí, trang bị kỹ thuật được biên chế trên xe, khả năng hiệp đồng của các thành viên trong đội xe, vận dụng tốt quy tắc bắn. Những khó khăn gặp phải trong quá trình tiêu diệt mục tiêu ảnh hưởng bởi địa hình, thời tiết. Từ đó, để đảm bảo tốt tiêu diệt cả mục tiêu, khả năng hiệp đồng của các thành viên trong đội xe đóng vai trò hết sức quan trọng, vận dụng tốt các phương pháp bắn để tiêu diệt mục tiêu. Để có được những thành quả như vậy, không những là sự nỗ lực cố gắng mà còn là sự rèn luyện không biết mệt mỏi của từng cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là phương thức huấn luyện khoa học, bám sát phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc. Gắn việc huấn luyện lý thuyết với huấn luyện thực hành, huấn luyện sát với thực tế chiến đấu và điều kiện địa hình tác chiến. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức luyện tập thao tác kỹ thuật lái xe, rèn luyện sức khỏe, tác phong, giúp bộ đội làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị, cơ động nhanh theo các phương án chiến đấu. Ngay từ những ngày đầu, thì Đảng ủy cũng xác định nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là một nhiệm vụ trung tâm chính trị quan trọng của đơn vị. Để đạt được những kết quả đó thì trước khi bước vào huấn luyện thì đơn vị là chú trọng tập trung các nội dung phong mục về huấn luyện thực hành, bên cạnh đó là các phong mục huấn luyện đêm. Cùng với đó thì các thành viên kiểm xe thì chúng tôi là tăng cường cái việc là huấn luyện các cái nội dung sát với là điều kiện thực tế của đơn vị này. Cùng với đó là các cái động tác thao tác của từng chiến sĩ, từng kiểm xe thì chúng tôi là tiến hành là cho anh em huấn luyện kỹ. Đấy, từ đó là có sự làm chủ được cái vũ khí trang bị. Để 100% cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn thường xuyên thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, qua đó kịp thời động viên, khích lệ tinh thần để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng kiếp xe, qua đó xây dựng ý chí, quyết tâm để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn Tăng Thiệp Giáp 3 luôn xác định để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, công tác tư tưởng, giáo dục bộ đội phải đi trước một bước, thể hiện vai trò tiên phong, giáo dục định hướng nhận thức và hành động cho cán bộ chiến sĩ được tiến hành trên mọi hoạt động của đơn vị, bảo đảm ở đâu có bộ đội ở đó có công tác tư tưởng. Bên cạnh với việc tích cực huấn luyện, đơn vị cũng thường xuyên thực hiện tốt cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Với tinh thần yêu xe như con, quý xăng như máu, do đó sau mỗi lần huấn luyện, diễn tập, đơn vị luôn luôn tập trung vệ sinh xe và vũ khí, trang bị một cách chặt chẽ, tỉ mỉ, đảm bảo khô ráo trước khi đưa vào cất giữ, đặc biệt là đảm bảo thông số kỹ thuật luôn luôn trong tình trạng hoạt động tốt, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho đại đội thành viên kiểm xe có thể làm chủ được vũ khí trang bị, tìm ra những hỏng hóc phát sinh, đưa những thông số của vũ khí trang bị về trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho đơn vị sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Đã ra quân là đánh thắng, đã và đang trở thành một kim chỉ nam và phương châm cho cán bộ chiến sĩ trong toàn tiểu đoàn mỗi khi tham gia thực hiện các nhiệm vụ. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, tiểu đoàn Tăng Thiệp Giáp 3 đang trở thành một lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng để góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.